Thái Vũ. Trời ơi, Thái Vũ có TV nè. Trời ơi, hâm mộ quá, chụp hình. Mình rất là hâm mộ bạn. Trời ơi, nay đi là gặp bạn là may lắm luôn. Chụp hình nha. Chụp hình đó. Rồi ra nhà bạn chụp mình với cái nhà thờ các bạn đó nha. Đó là cái đẹp. Đúng không bạn? Đầu là mình làm triệt để chơi chơi vũ anh nhìn đâu mấy anh phát TV phải không? Không là biết liền luôn. Trời ơi nổi tiếng quá mà chụp hình được không anh? Chụp hình nha. Thôi anh không có chụp hình em ơi. Anh hay coi thường xuyên vũ khí à? Đúng rồi. Không hình là phải có vũ khí, không hình là phải có vũ khí. Tại đâu anh để thử đây đây. Đủ rồi mày ơi. Còn mực rõ ràng với còn tao nãy tao mua mà không còn mực gì nữa. Cảm ơn nha. Ôi giúp em vẽ hay à? À anh không có mua. Trời. Phát TV. Anh là anh Thái Vũ đúng không? À không phải em ơi. Dạ. Nhưng mà mày bịt râu nè. Bịt râu? Nó bịt râu ấy. Chết qua cái ngồi hết cái ghế nè. À. Anh Vinh Châu, bữa nay á gặp anh em mới hỏi anh này nè. Anh Thái Vũ PD đúng không? Đúng không anh? À, đúng rồi, Thái Vũ nó PD. Rồi em coi mấy khóa làm nghi rồi. Rồi bữa nay em biết anh Thái Vũ PD. Mừng quá. Anh Thái Vũ là trời PD giống em. Anh Thái Vũ PD, anh Thái Vũ PD. Anh Vinh Râu cũng PD. PD mà có râu, PD giờ dứt pháp. Ê con chó, tao PD nào mày. Ôi Thái Vũ. Thấy chuẩn bị đi, em nhà em chơi nào, chơi nha, chơi nha, chơi hết chưa? Em Thái. Sao em? Anh là Thái Vũ phải không? Ừ, đúng rồi, anh là Thái Vũ, nhưng mà anh không phải là. Bây giờ em nói chứng minh liền, anh không phải là bé kia. Gì vậy? Mới sáng sớm, có làm gì anh hiếp dầm em phải không? Em nghĩ ảnh PD an rồi ảnh còn hiếm Thái nữa. Tên gì? Dạ, Vũ Phan Đình Thái á. Rõ ràng, tên Thái mà còn biến Thái nữa. Em có gì đâu. Mày về mày đổi khai sinh đi không? Vũ Phạm Đình biến Thái. Tiếc ghê á, thằng trong phòng. Ủa sao hôm bữa mày bị dân phòng bắt vậy? Ờ thì nó hiểu lầm thôi. Nó nghi tao với mày bị PD với biết Thái cho nên nó lục bắt đó mà. Ủa sao có tao ở trong nữa, nó bắt mày mà sao có tao ở trong nữa? Ờ à. Nó mày nó không? Ờ thôi đi mày. Trả tiền nước chưa? Rồi đi luôn mày mẹ. Ê, Vinh Râu. Ê, nó thấy rồi đó. Thấy Vũ. Nó thấy. Đứng lại. Ơi, tao nói là rớt cái bóp này ba. Hên quá Thái. Ủa gì? Nhưng mà trong cái rủi nó có cái xui. Gì? Là lộn. Trong cái rủi nó có cái mai. Sao? Cái gì mà? Hôm qua tao trúng số. Ghê. Nhiêu? Mười. 10 triệu. Dạ. Tính rửa à? Phải nè. Cái bóp đâu? Cái bóp tao nè. Bóp tao. Tao đâu biết. Trúng nhiêu nè? 10 triệu. Rồi cầm 4.000 gửi xe đi nha. Đi nha. Bỏ
body này á, anh có tố chất là một người mẫu. Em sẽ tạo cho anh một cái bộ ảnh số nhất. Anh cứ việc tạo dáng một cách thoải mái, ngầu nha, phải ngầu. Phải ngầu đúng không? Ok. Chơi. Trời ơi. Nào. Trời.